mọi người cùng tôi làm một lộ trình từ trường Mỹ Đức A nha. Từ phía đường trường Mỹ Đức A, chúng ta chạy một lộ trình đi về hướng về phía Long Xuyên nha cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng tôi đi nha. Bận nhiều công việc quá cho nên cũng không có ghi hình lộ trình cho cả nhà xem. Thì hôm nay tiện việc mình đi về phía hướng Châu Đốc nè, thì lúc quay về này mình chạy lộ trình cho cả nhà xem nha. Cho nên là Kim cũng thôi kệ, cũng đi ghi hình cho bà con mình xem khung cảnh đường quê, đường thị trấn, đường huyện, liên huyện đó. Cho nên là thôi mình cũng đi. Hiện tại thì chúng ta đang ở huyện Châu Phú nha. Dạ, Châu Phú cũng tỉnh An Giang mình ha.
nên là những chiếc xe nhỏ, xe hai bánh thì di chuyển cũng rất là nguy hiểm. Dạ, bởi vì những cái chiếc xe khách như vậy á, chạy lấn tuyến lấn hết vào phía bên trái như thế này thì phải ép những chiếc xe hai bánh vào trong lề rồi, nguy hiểm quá cả nhà. Dạ, bởi vì cung đường này thì tôi thì Kim thấy không có giao thông. Dạ vâng, không có cảnh sát giao thông cho nên là những chiếc xe này chạy phải tạm nói là vượt ẩu và nguy hiểm lắm cả nhà, giống như là hung thần trên đường phố á, khiến cho những chiếc xe nhỏ chạy thì muốn rớt tim ra ngoài luôn cả nhà ơi. Mình biết là mình có những lời này thì sẽ không hài lòng một số người. Dạ vâng, những lời nhận xét về mình về về những chiếc xe chạy ẩu thì biết rằng sẽ không hài lòng một số cánh bác tài, nhưng mà kênh của mình thì trung thực, mình nghĩ sao nói vậy và thấy sao nói vậy cả nhà. Thì Kim cũng mong rằng cánh bác tài khi lưu thông trên mọi nẻo đường đều tuân thủ theo luật giao thông một chút xíu. Dạ, cứ bình tĩnh mà chạy, cứ từ từ mà chạy, không vội vì phải lấn tuyến sang hết bên phía bên làn đường bên trái của người đi phía bên trái đâu ạ. Như vậy thì Kim thấy khá là nguy hiểm. Thì thôi Kim cũng chỉ góp ý thôi, cũng góp ý nhỏ thôi nha. Sao cũng mong cánh bác tài cũng thứ lỗi nha. Bởi vì Kim cũng biết là lời thật thì cũng dễ mất lòng mà. Nhưng mà thôi thì Kim cũng xin góp ý một chút xíu nho nhỏ. Thì cũng mong các bác cũng thông cảm, đừng có rầy Kim nha. Chậm một chút mà an toàn ha cả nhà. Dạ, theo Kim nghĩ như vậy, nhận xét như vậy đó. Để nhanh một phút mà rồi ân hận cả đời ha, để khỏi phải ân hận cả đời chỉ vì mình muốn nhanh một phút. Thì thôi thì mình chậm một phút mà an toàn cả nhà nha. Hồi nãy là máy của Kim ghi cái hình ghi rõ chiếc xe khách đó lấn tuyến đó cả nhà, ghi rõ ràng luôn, lấn hết qua bên phần đường, bên làn đường bên trái của người đi đường bên đây luôn nè. Đó, vượt như vậy đó thì thử hỏi có nguy hiểm không ạ? Mà trong luật giao thông có cho phép vượt kiểu đó không ạ?
đường này nè, phía bên tay phải mình nè, phía bên tay phải Kim nè là đi về Hòn Đất. Dạ, Hòn Đất Kiên Giang đó cả nhà. Đây là bệnh viện đa khoa. Kim không có đi ra đường nhiều cho nên là không có biết đâu hết trơn á, đi đâu cũng không biết đường hết á. Rồi từ khi làm YouTube đến bây giờ thì phải đi ra đường nhiều,
và đi đến đâu thì hỏi thăm đến đó, và từ đó là Kim thích chạy lộ trình như vậy để cho những bạn, những bà con không biết, cũng giống như Kim vậy đó, thì sẽ nhìn qua những cái clip như thế này để tiện mà mình biết đường, biết nơi mình cần đến hay là biết những nơi địa danh của tỉnh An Giang. Dạ. Biết thì là rất nhiều người biết rồi, bà con khu vực hoặc là những cánh bác tài hay là rất nhiều người biết chứ không phải là không. Nhưng mà Kim cũng muốn ghi hình lại những nơi mình đã đi qua, những nơi mình đã đi qua, những nơi mình biết, thì cũng để cho bà con tiện thể biết thêm và những người, những bà con xa quê cũng vậy nữa, cũng qua những clip lộ trình của Kim nè, mọi người nhìn xem thì sẽ thấy lại hình ảnh của quê hương mình, những đường phố, những khung cảnh ngày xưa mình đã từng đi qua và mình đã từng biết đến. Vì vậy mà Kim thích làm lộ trình, làm lộ trình là như vậy, chứ không phải là biết rồi, tôi biết rồi, cứ không cần phải làm lộ trình để hướng dẫn cho tôi. Dạ không ạ. Ý của Kim là muốn làm lộ trình để cho mọi người nhìn ngắm lại quê hương. Dạ. Và đồng thời cũng có một số nhỏ bà con mình không biết đường, thì tiện đây, qua những cái clip lộ trình này thì bà con mình sẽ biết những nơi mình cần đến. Dạ.
Phù Vật. Dạ. Cầu Phù Vật ở cầu Phù Vật ở Châu Phú Vật nha cả nhà. Vật chứ không phải là vật nha. Vật. Cầu Phù Vật. Ở Châu Phú luôn ha. Mình á thì người Nam, mà nếu mà phát âm cho đúng đúng từ ngữ thì cũng khó cả nhà ha. Thường thì người Nam nói chuyện cũng hơi đớt đớt một chút, chẳng hạn như cầu Phù Vật. Dạ, cứ gọi là cầu Phù Vật thôi chứ không có gọi là cầu Phù Phù Vật. Dạ, cầu Phù Vật. Cho nên là gọi như vậy là hơi đớt đúng không cả nhà. Dạ. Đôi khi mình xạm chút nha cả nhà, thông cảm nha. Đi qua cầu Dàm Xám Vĩnh Tre nha. Ô, không phải xin lỗi, cầu Cây Dương cả nhà ơi, xin lỗi, sorry. I am sorry. Châu Phú nha.
đi đường lộ cũ mà mình đi đường lộ mới nha. Đường này là đường lộ mới nè. Cũng đi thay cho con đường cũ, cái nhà con đường cũ thì cũng xuống cấp á. Rồi phía bên đó thì xuống cấp rồi hư hỏng này kia nọ đó, sạt lở gì đó vân vân. Cho nên là bây giờ mình có con đường mới này nè, mình đi rất là tiện lợi luôn cả nhà. Vừa gần hơn mà lại vừa an toàn, rộng rãi hơn. Nè cả nhà nhìn thấy không? Đó, dạo này nước ngập á, gọi là nước nổi á, kêu là nước nổi cho nó đẹp á cả nhà, cho nó hoa mỹ chút xíu, nước nổi. Cho nên là bây giờ này cả nhà nhìn thấy không, ruộng nó ngập hết trơn nè, đó nhiều cá lắm cả nhà ơi. Mấy bữa vừa qua mưa lớn á, cá lóc lên bờ á, cá rô lóc lên bờ, mấy người ở xóm kia đi bắt quá trời luôn á. Đây là nước nổi nha cả nhà, là những danh từ hoa mỹ mình hay gọi là mùa nước nổi nha. Còn nếu không thì gọi là nước ngập đó cả nhà. Trời mấy con vịt quá trời, mấy con vịt luôn nè. Má chèn nó ở dọc đường. À, đây nè, đó quá trời mấy con vịt luôn. Ở đây văn liều đã đặt ngủ để giữ vịt đó cả nhà. Thả vịt cho nó ăn á, nó chạy đồng á, mùa nước ngập thì cho nó đi bắt cua bắt tép.
Kim thì nói riêng về sở thích của mình thì bao giờ nông thôn cũng là một nơi để cho chúng ta có cuộc sống thoải mái và dễ chịu hơn, không phải bon chen lo toan nhiều trong cuộc sống, vật lộn với cuộc sống cũng giống như ở phố thị. Dạ, ở phố thị thì không phải bà con nào cũng có nhà đâu cả nhà ơi, cũng có người thì ở phòng trọ, có người thì vân vân, nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều hoàn cảnh sống khác nhau và cũng nhiều công việc khác nhau, cho nên là thấy choáng ngợp với phố thị. Mình đi chơi thôi, mình đi chơi, đi du lịch vài ba bữa thôi, vài ba bữa một tuần gì đó thôi, chứ còn nếu mà nói mà ở luôn thì Kim không biết xoay sở như thế nào, Kim phải ở luôn trên thành phố đâu ạ. Cho nên mình gắn bó với nông thôn quê mình rồi, cho nên bao giờ mình thấy quê hương cũng êm đềm hơn, cũng thoải mái, dễ chịu hơn. Dạ, không có phải tất bật bon chen với cuộc sống hay không ạ. Dạ, Kim xin lỗi nói những lời này nha, bởi vì là Kim đã nói rồi, lời thật thì cũng dễ mất lòng, bởi vì mình suy nghĩ sao mình nói vậy mà, cho nên là Kim nghĩ lời thật sẽ mất lòng. Nhưng không phải quan điểm, đó là quan điểm của riêng Kim thôi, chứ không phải là nói chung. Dạ, Kim thì Kim nhận xét về quê hương mình như vậy, và cuộc sống hiện tại của mình ở nơi nông thôn và sở thích của mình là như vậy. Dạ. Nếu trong lời nói có điều gì mà không phải, Kim biết là cũng sẽ mất lòng nhiều người, bởi vì quá là bộc bạch, thật quá, cho nên là sẽ cũng sẽ làm cho nhiều người khó chịu, Kim biết như vậy. Nếu mà không phải thì cũng mong cả nhà thông cảm. Dạ, Kim thì cứ người ở quê mà nghĩ sao nói vậy thôi, cho nên cũng mình nói suy nghĩ, mình nhận xét về quê hương miền Tây. Bởi vì là Kim nghĩ vậy nè, nghĩ đơn giản một điều là mình sống ở quê đó, ví dụ như ngày hôm đó mình thất nghiệp, mình không có làm gì ra tiền, thì là mình lội đi mình câu con cá, hay là mình bắt con cua, hay là hái cọng rau ở ngoài ao, ngoài vườn, thì cũng có thể là mình có một bữa cơm đạm bạc rồi, Kim nghĩ như vậy đó. Còn như ở phố thì Kim không biết như thế nào ạ, cho nên là sợ chứ không có gì hết. Thôi cả nhà ơi, gần hết con đường lộ mới này rồi, thôi thì có lẽ hết con đường này Kim sẽ xin tạm dừng video mình ở đây nha. Dạ, đường lộ cũ về Châu Đốc này cả nhà có cái bảng hướng dẫn đó, là mình rẽ trái, dạ là đi về bên phía lộ cũ đi về Châu Đốc nha. Còn mình nếu mình rẽ tay phải thì mình đi về Long Xuyên, đi về Châu Thành. Dạ. Rồi thôi thì cũng hết đường rồi, hết con đường lộ mới này rồi. Có lẽ Kim cũng xin tạm dừng video của mình ở đây. Dạ. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm ủng hộ Kim từ trước tới nay. Dạ, xin chúc tất cả bà con mình thượng lộ bình an, thật nhiều sức khỏe và luôn an lành may mắn trong cuộc sống nha. Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.